Tôi không có. Anh đừng có làm bậy nha, tôi la lên á. Tao làm gì thì chóng mắt lên này coi. Được, bà làm tốt lắm. Xong việc tôi sẽ chuyển đủ. Cô sao không cô? Tự nhiên cô thấy chóng mặt với lại nhức đầu á. Dạ, lên xe đi con, chở cô về. Đưa cô về nhà giùm nha. Con ngồi xuống đi. Cảm ơn con nhiều nha. Ủa mẹ, sáng giờ đâu mà con thấy mẹ ở nhà vậy? Ông ăn đi. Nè, tao là ba ruột của mày đó, mà mày đối xử như vậy hả, thằng bất hiếu. Ông nên nhớ, tôi chưa bao giờ nghĩ ông là cha của tôi. Ông hiểu không? Mất dạy. Ông liệu mà sống đi, đừng có mong sau này mà tôi báo hiếu cho ông. Nè, còn tiền đưa tao về tao xài cái coi. Nè, mày đừng có tưởng những việc làm của mày mà tao không biết nha. Biết, biết thì ông tính làm gì tôi? Tôi không có người cha như ông. Ông đừng quên ngày xưa là ông đã đối xử với mẹ con tôi như thế nào. Nghe rõ chưa? Được, tao làm gì mày chống mắt lên mày coi. Em gái, đi đâu mà có mình vậy? Anh làm gì vậy? Anh tránh ra đi. Làm gì đâu, có tiền không? Giờ xin ít thôi. Tôi không có. Anh đừng có làm bậy nha, tôi la lên á. Em la đi. Bây giờ mày đưa tiền không? Ủa, cô có làm sao không? Ủa, sao lại cố? Cô đi đâu mà đây một mình vậy? Sao anh lại ở đây ạ? Tại tôi đang trên đường đi làm về á. Cảm ơn anh nhiều nha. Có gì đâu, chuyện lần trước cô giúp mẹ tôi á, tôi chưa kịp cảm ơn nữa mà. Thôi, để tôi đưa cô về nha. Dạ thôi, vậy có làm phiền anh quá không? Có gì đâu mà phiền. Đói rồi đúng không? Tôi cũng đang đói nè. Thôi, hãy mình đi ăn nha. Dạ. Lộc, vô trong rót tao ly nước tao uống thuốc cái coi. Ông tự mà đi đi, tôi không có rảnh. Tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi đó. Được, bà làm tốt lắm. Xong việc tôi sẽ chuyển đủ. Cậu giúp tôi chuyển cho tôi thêm một ít tiền nữa được không? Xong việc đi đã. Khôn hồn thì bà ngắm miên cái bà lại. Tôi xin cậu đó, nhận đủ tiền của cậu. Cậu bảo tôi làm cái gì tôi cũng làm. Được, giữ lấy lời đó. Mà cần bao nhiêu nữa? Tôi cần 50 triệu.